đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Vợ bầu bị chỉ trích vì trợ diễn vô duyên, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng. Nam diễn viên hài đã không quan tâm với những gì mọi người nói mà anh cảm thấy vui với sự xuất hiện của bà xã. Thời gian qua, cuộc sống của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm Quỳnh Quỳnh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cả hai từ nghèo khó, thiếu thốn thì giờ đây mọi thứ sung túc hơn. Bên cạnh công việc buôn bán mỗi ngày, thỉnh thoảng bà xã anh còn cùng chồng xuất hiện ở các game show và gần đây nhất là trợ diễn cho anh tại Ơn Rồi Cậu Đây Rồi. Quỳnh Quỳnh mang cả bụng bầu lên sóng truyền hình để bắt ghen. Lê Dương Bảo Lâm khen tiết mục có vợ tham gia. Sau khi chương trình lên sóng thì nhận được khá nhiều sự hưởng ứng từ phía khán giả. Hiếm nghệ sĩ nam nào như anh khi đưa bà xã từ đời thật lên đến game show để hóa thân cho đúng với nhân vật chồng ngoại tình để vợ đi bắt ghen. Dẫu vậy vẫn xuất hiện những bình luận mang ý không tiêu cực. Như Lê Dương Bảo Lâm không để tâm đến, vừa qua anh còn chủ động chia sẻ lại tiết mục và khen, tập này em thấy mắc cười nè mọi người, thậm chí anh Lâm Đồng Nai còn hé lộ, chỉ bỏ một ngày livestream để chỉ có vai diễn đầu đời tại sân khấu Ơn Rồi Cậu Đây Rồi. Ghê bay, ủa mà có diễn không, sao như chửi người ta thiệt vậy. Chị Quỳnh Quỳnh nhiệt tình đỏ sắc bên Khánh Vân. Lê Dương Bảo Lâm cũng nhiều lần cố gắng nhịn cười để ôm người phụ nữ khác trước mặt bà xã. Giữa mọi lời khen chê, nếu có cơ hội thì quán quân Cười Xuyên Việt đều muốn vợ đồng hành cùng mình. Quỳnh Quỳnh buồn bã khi bị chỉ trích vô duyên. Tạm gác công việc, dừng livestream bán hàng và kiểm kê đơn, Quỳnh Quỳnh đồng ý xuất hiện theo lời mời của ekip chương trình. Dù bầu bì khá mệt nhưng cô vẫn cố gắng lái xe lên thành phố tham dự, mong mang lại niềm vui cho người xem. Dẫu vậy, bà mẹ hai con khá buồn lòng khi bị chê bai, phải dùng những lời nặng nề để nói về tiết mục trợ diễn này. Mốt chắc em không dám đi diễn nữa quá, em đã bầu bì mệt thấy bà, mà chương trình nhờ em quá, với em thương anh Lâm, em mới đi thôi. Em thoại ai cũng khen dễ thương. Có bà cô giáo này chửi em là vô văn hóa, em phải làm sao đây mấy chị em, buồn quá buồn rồi, vợ anh tâm sự. Cô từng xuất hiện chung trong khá nhiều game show và thường được khán giả nhận xét là hiền lành, chân thật. Hiện tại Quỳnh Quỳnh đang mang thai con thứ hai ở tháng thứ bảy, nhưng vẫn đều đặn lái xe đưa đón chồng con. Trên mạng xã hội hầu như chín người mười ý và khó làm hài lòng hết tất cả. Chính vì lẽ đó mà các fan mong rằng bà xã Lê Dương Bảo Lâm sẽ không suy nghĩ nhiều, dành thời gian dưỡng thai, trợ diễn cho chồng chủ yếu mang lại niềm vui, vì thực tế cô cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, sẽ khó nhận xét, đưa ra lời phê bình.